Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, còn có tên là sân bay Cần Thơ, nằm tại phường Trà An và phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Được xây dựng nhằm phục vụ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sân bay Cần Thơ được xây dựng vào những năm 1960, có đường hạ cất cánh 1.800m và chiều rộng 30m. Sau đó được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoàn thành tháng 2 năm 1961 với sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ. Ban đầu có tên là căn cứ không quân Bình Thủy. Đây là sân bay quân sự của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó không lực Hoa Kỳ cũng sử dụng sân bay này cho các máy bay phản lực và vật tải hạng nặng. Do vị trí sân bay gần cầu Trà Nóc và đình Trà Nóc, người dân ở đây còn gọi đây là sân bay Cần Thơ hoặc căn cứ Trà Nóc. Nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được khởi công ngày 4 tháng 1 năm 2006 và kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2010. Nhà ga quốc tế sân bay Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 18 tháng 12 năm 2010. Đây là sân bay quốc tế và có các chặng bay thẳng đến Đài Loan, Thái Lan và một số vùng thuộc châu Á, Thái Bình Dương.